Hello anh em, Muji Jupiter King, Muji đánh hay quá. Game vừa rồi Muji đánh Pompeo đấy. And ra chiến thắng Muji má. Ok, chúng ta sẽ đến vào Muji Jupiter King. Tỷ lệ số bây giờ là 2-0 với Ponos. Ponos đánh quá mạnh. Theo như mình đúng như mình dự đoán cái matchup đầu tiên đó là Queso thắng, nhưng mà team Queso thắng với tỷ số là 3-2 không phải là 3-1. Red của mình nó hơi bị fail một chút, tuy nhiên thì vẫn final thì nó vẫn đúng. Còn bây giờ thì Phonos và Try Gaming, mình đã chọn Phonos và bây giờ Phonos sẽ thắng này. Chúng ta chờ xem. Muji chờ deck gì đây? Barbarian Hood, Roy Hawk đây rồi. Ủa, Pháp mình chọn 3-2 luôn ạ. So close luôn ạ. Vãi trưởng. À, Pháp mình chọn... Ui, chuẩn vãi. Ở đâu trận đầu tiên mình đoán là tôi Queso 3-2 chứ mà là 3-1. Mình đúng. Ok, quay trở lại với lại Jupiter King và Muji. Số hiện tại băng là ủa, mình quan trọng phải nói team Try Gaming đánh với team nó quá hay. Jupiter King anh ta thua mất rồi, mất cái trụ này rồi. Anh ta cố gắng thả một con Lumberjack, tuy nhiên thì không thể rồi. Barbarian đã chặn được Lumberjack và bây giờ Jupiter King đánh như thế nào đây? Đối đầu với Muji. Đối đầu Muji. Oh, Creek Ground. Oh my god. Oh my god, Muji. The best player in the world right now. The best player ladder. Lần đầu tiên anh ta tham gia CIL như anh ta đã có. Anh ta đã có tận 3 best MVP này, Muji này. The best solo player, Muji. So.所以说后面的战队要上这一套AC气球的话，一定要慎重。对，是，就得小心，或者说你真的要带火球之类的牌改一改。西方赛区他们的战队来说的话，还是沉迷于这一套。嗯，桥头争夺的这种卡组。对，这套卡牌的话，在西方赛区是很流行的。是，飞机好像也出。对，可能是因为他们那个环境比较适应吧，但是来说的话，现在是一个国际大舞台。 你要适应对手才能够在比赛当中有所成长。对，因为今天的超级我们可以看到是相对比较少的。是，大家可能觉得就是这种分秒必争的这种场地，如果一个超级你等它一直攒费，其实还是有点难的。可以看到这波飞机啊，它直接奶豆豆加电击车来预判，看你有桥头来解飞机的牌。对，秒下。对。một trận đấu quá nhanh, quá nhanh và quá nguy hiểm. Đánh như thế này làm sao có thể ăn có thể chặn Muji được? Muji đánh hay quá. Ok, chúng ta sẽ đến vào game thứ 2, set thứ 3, game number 2, set number 3, Muji, Jupiter King. Liệu rằng là Jupiter King chúng ta có sẽ làm được điều gì không? Bởi vì đây một trong tình thế gọi là nó đến thoái lưỡng nan rồi. Muji, Jupiter King và team Try Gaming đang đứng ở một vị trí là phải bắt buộc phải thắng game này. Và nếu họ thua game này nữa thì GG, well play and see you next CIL, CIL West. Next season. Muji. Hay quá. Mình không hiểu chuyện gì xảy ra đây với một cái đánh đơn giản như này. Phải nói là Muji. To be to do Ponos Jazz này. Zakiron. Muji có 2 cái team Ponos có tận 4 cái. 4 cái giải thưởng. Jupiter King đang bị tâm lý bởi vì anh ta thua hơi bị đen ở trong cái hai game, cái game 2v2 2v2 với TNT. Thực sự nó hơi đen. Đã đen lại còn thấp. Jupiter King 这边的话, 他们的选手可能要摆脱他们这个就是喜欢用这个超级墓园, 然后还有这个AC气球。OK, game number 2, set number 3, let's go. Good luck to Jupiter King. Mình rất mong là Jupiter King sẽ thắng game này và chúng ta sẽ có một game nữa nó sẽ hào hứng hơn là cái việc mà chúng ta ngồi đây và xem một cái trận đấu nó nhàm chán như thế này. Muji đánh quá ấn tượng, Muji đánh quá gọi là quá khét. Đó là
这样算起来好像墓地确实是非常非常恐怖的存在，不好上家居啊，这个牌真不好上家居，是好恐怖，只能上一手什么呢，上一手那种内战吧，内战，对，就是说我带神剑游侠的那种，神剑游侠有点怕，他两把都带了火球，对，那就带两个对空嘛，就两个对空，带个炮车吗，可以吧。 OK, let's go, good luck to the king and good luck Moisey. 像带一些飓风雷龙的体系，我不想。Cảm giác như kiểu là Muji đánh nó rất đơn giản nhé. Mặc dù là mình thấy cái trận chung kết final của CIL Asia, Muji bị gọi là từ từ gọi là hiếp dâm, dùng từ bị Team Fornova đánh quá khét. Muji rất hay nhưng mà cũng thua. OK, Muji, Jupiter King, Hunter Fisherman, đây là combo mà phải nói là combo mạnh ở thời điểm hiện tại. Đi đâu cũng thấy Fisherman Hunter. Jupiter King mình nghĩ ngay đến một cái deck Barbarian Hood Graveyard. Đây là phiên bản đúng rồi. Còn đây là Pekka Graveyard Fisherman. Jupiter King chúng ta có hơi hồi hộp chút. Muji thì vẫn luôn bình tĩnh, vẫn luôn có sự mạnh lùng của mình. Vẫn luôn lạnh lùng, vẫn luôn khép, vẫn luôn không bị mất bình tĩnh trong mọi thứ, mọi tình huống. Đây là Poison rồi. Và bây giờ là Pekka Graveyard luôn, sử dụng Poison để defend trong thời này rồi, hợp lý. Chết luôn cả con Aegis. Tuy nhiên thì Jupiter King anh ta vẫn control được cái game này. Anh ta vẫn thủ được. Cách điều tiếp theo của Jupiter King anh ta cần phải đó chính là anh ta đặt một cái Barbarian Hood nữa. Thời điểm này anh ta không thể công Graveyard được. Rất nguy hiểm khi mà anh ta công Graveyard trong turn này. Mặc dù là biết là Muji đã vừa dùng Poison ở trong turn này rồi, trong turn trước rồi. Tuy nhiên thì Muji Jupiter King ta cũng không thể công được. Barbarian Hood nó sẽ mạnh khi mà nhân hai Ali cộng với lại có hai cái nhà hai nhà Hood. Và bây giờ thời điểm mà Pekka Fisherman phải giết con Fisherman ngay lập tức. Phải giết con Fisherman ngay lập tức, phải dùng con có thể là một con Baby Dragon để giết Poison đấy rồi. Bật rất tốt và đây là thời điểm mà thực sự là Poison trồng Poison. Có chặn được con Pekka, con Nai vẫn nằm xuống, vẫn sống rồi. Con Nai vẫn sống và đây là thời điểm mà chưa được có tanh. Có Aegis, có Fisherman, có bảy Tornado nhưng mà Tornado hơi fail. Con Hunter sẽ thịt xiên ngay con Hunter. Baby Dragon vẫn sống. Tuy nhiên thì con Baby Dragon đã bắn vào trụ rồi, vẫn nhiều đam đến từ Baby Dragon và bây giờ là Muji. Muji anh ta sẽ băng bị out. Cái pha đặt turn của con Hunter nó bị lỗi bởi vì là con Hunter nó không bắn chết con Baby Dragon. Vì vậy là có một cái điều nữa là sai của Muji là anh ta đặt con hiệu Hunter khi mà con Nai cộng với lại con Baby Dragon đang nằm ở đấy. Thì là cái mục tiêu Poison. Không, Poison lỗi. Mình nghĩ là Poison lỗi. Muji là đây là thời điểm mà Muji anh ta đang bị loạn. Liệu rằng là Jupiter King anh ta có thể control game này không khi mà anh trong tay của anh ta có Tornado. Có Tornado, có Baby Dragon. Còn Pekka sẽ không là gì. Và đây là thời điểm mà Jupiter King có lợi thế hơn. Chỉ có một pha lỗi của Muji thôi thì game đấu nó thay đổi đến tận 70% rồi. Poison để đốt cái Barbarian Hood và con Icy Wizards. Fisherman sẽ support cho con này, cho nó Wave Jab. Đây là thời điểm mà dùng Poison để đi thủ rồi. Cứ bình tĩnh, tuy nhiên thì cái lượng combo của Muji ở ngay cầu cực kỳ là mạnh mẽ. Và sẽ thủ như thế nào đây? Còn Baby Dragon và con Icy Wizards sẽ thủ tốt trong thân này. Pekka, con Hunter đặt hơi xa. Fisherman cũng hơi xa so với Tornado, nhưng mà lại trốn được. Chết Hunter rồi, Fisherman và Pekka không thành vấn đề gì nữa. Poison, Muji đang cố gắng đẩy hết tất cả các tất tay của mình. Và nếu mà anh ta mà không tất tay trong những cái tờ này thì anh ta sẽ thua. Đây là thời điểm mà Jupiter King sẽ công Graveyard ngay lập tức. Chưa có tanh rồi. Chưa có tanh, Blade. Có Poison trong tờ này không? Poison đi, chúng ta còn 40 giây nữa cơ mà. Hoặc là bạn đập một cái Barba Hood nữa, sẽ có một cái thêm một cái Barba Hood nữa. Tách ra rồi, không có tanh. Rất tốt và không bỏ Poison để defend Graveyard. Rất tốt. Còn Baby Dragon là một cái mình gọi là thẻ điều kiện win để cho cái matchup này, gọi là cân team.
chứ gần như là tất cả các con chóp ở phía mặt đất đều bị kéo bởi Yasuo. Còn Fisherman cộng với lại Pekka thì gần như là không. Deck của Jupiter King không thể control được cái game này. Baby Dragon. Chắc là sau game đấu này thì anh ta phải đổi cái avatar ngay. Và Tornado 5 giây cuối cùng. GG, well played. Congratulations Jupiter King. Hay quá. Let's go the last game. Ok, let's go the last game. Game number 4, game number 3, set number 3. Muji, Jupiter King. Jupiter King cần phải thắng và Muji cũng không cần phải thắng. Nhưng thực ra chúng ta cũng muốn thắng để có một cái trận đấu 3-0 cho team Phonos. Let's go, good luck to both players. Jupiter King đấy cũng rất hay, rất khét. Và Muji thì phải nói là cũng quá khét đẹp luôn. Lên đi nào, các cháu ơi. Ok, last game, let's go, 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 go. Trận đấu nào cũng gọi là so close luôn, 3-0. Hiện tại Phonos đang vẫn với tỷ số là 2-0, tuy nhiên thì nếu bây giờ mà họ Muji mà thắng thì chúng ta sẽ có một tỷ số 3-0, nó quá chóng vánh. Nhưng mà trận nào cũng căng như thế đàn. Trận nào cũng căng, trận nào cũng hay. Không giống như cái sim cái game của Queso với lại Pháp. Toàn 3-0 với lại 3-1. Chỉ có 3-0. Ok, và đây là Muji. Mình nghĩ đến ngày một cái deck là Balloon Fizzy. Có Valkyrie. Hoặc là Remy Ailey. Thì có IC đầu Balloon rồi. Balloon hoặc là Graveyard Fizzy. Bên kia sẽ là mình nghĩ có thể là Golem, Golem Lightning. Yes, Tornado, no, Tornado Lightning fail, Tornado fail rồi. Rất nhiều đam đến từ Valkyrie. Và hiện tại thì bây giờ là thời điểm mà Graveyard thủ như thế nào đây? Golem Light, không, đây là Poison. Đây là cũng là Graveyard. Có cả Poison. Tuy nhiên thì tốt đi. Một cái Tornado tuyệt vời đến từ Muji và có 2 hit đến từ Bowler. Rất đau. Rất đau và Jupiter King thua rồi. Với cái lượng đam như thế này thua rồi. Cả hai bên đều là có Fizzy, có Graveyard. Nhưng mà bên kia là Graveyard Poison và đây là Graveyard Fizzy. Đặc biệt là cái Fizzy nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Vanky và Bowler. Rất tốt. Thôi xong rồi. Thôi xong cho Try Gaming rồi. Good game, game Try Gaming. Good luck in next season. Được rồi. Jupiter King anh ta cần thời điểm này là không có tank. Ăn thế nào đây? Tornado sẽ có một vài hit đến từ Skeleton nhưng nó không nhiều. Tuy nhiên thì wow, đổi trụ nguy hiểm quá. Không, vẫn giữ được. Đáng lẽ ra là Muji anh ta cần phải sử dụng Vanky để defend Graveyard. Bowler có một hit. Tuy nhiên thì hãy rất cẩn thận khi mà tên này để trụ, đổi trụ thì cái tốc độ đánh của cái deck của Muji nó chậm hơn rất nhiều so với cái deck của Jupiter King. Đặc biệt là con Bowler nó nhìn nó hơi ngu. Và đây là thời điểm mà cần phải đẩy nhanh và lên Fizzy đây rồi. Trong Poison nữa này thì không Fizzy được rồi. Chỉ có một vài hit đến từ mấy con Skeleton nó mọc gần trụ rồi. Một vài hit, tuy nhiên thì Muji anh ta cũng bây đánh rất cẩn thận. Bởi vì là chỉ cần một turn mà có tank của Graveyard khi mà Jupiter King đẩy lên thôi thì thực sự nó rất là khó chịu. Thôi rồi, lượng ơi, Tornado. Và đây là có thể là Poison trong tuần này không? Mình nghĩ không có Poison trong tuần này rồi. Tuy nhiên thì tất cả các quân Muji, no. Skeleton, rất nhiều đam đến từ Skeleton. Bây giờ thì Muji anh ta đang bị dỗi. Thời điểm mà Bowler và Graveyard đi lên rồi. Còn Graveyard trong tuần này không?
Rồi, có một vài hit đến từ Skeleton nhưng nó không nhiều. Tuy nhiên chúng ta cần phải tốt đấy đó. Đi tốt đấy đó. Congratulations. Đó đó là cần phải một tornado và một Fizzy nữa. One tornado and Fizzy. Tornado and Fizzy coming. Tornado and Fizzy coming. Drop. Tornado. Last tornado. Last tornado. Last tornado. Đủ chứ nhỉ? Last tornado. Yeah. Congratulations, Muji. Congratulations. Hay quá. Muji is the best player in the world. Best player in the world. Congratulations. Bonus. Do em vs team person next round. And I'm right. Let me show. Let me show. Yeah, I'm right. I'm right. Hey guys, look. Yeah. So my idea. I think the quiet win and the bonus win. Yeah, I'm right. Good job. So by the way, I'm low. My score failed. Congratulations, both players, and see you guys next time. Next highlight.